Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ Nguyễn Hữu Tuấn, bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ da đến từ Viện Thẩm mỹ Linh Anh. Ngày hôm nay tôi sẽ cùng chia sẻ và giải đáp những thắc mắc của các chị em mình khi đến với Viện Thẩm mỹ Linh Anh, đặc biệt là trong quá trình điều trị nám cũng như về công nghệ NanoCell. NanoCell là công nghệ điều trị nám tận gốc, khóa gốc nám siêu hiệu quả, khiến cho nám không có cơ hội quay trở lại sau khi ngưng điều trị. Và với công nghệ này thì sử dụng tinh chất đặc trị nám và nội sinh tế bào gốc, tác động sâu đến tầng hạ bì của da và phá hủy các hắc sắc tố melanin là nguyên nhân chính gây nên nám. Và các chị em cũng có thể nhìn thấy rõ hiệu quả sau buổi trải nghiệm đầu tiên. Có rất là nhiều chị em cũng đã đến gặp bác sĩ và có một câu hỏi như thế này: thì em bị nám bẩm sinh này, rồi em bị nám đậm, thì không biết là em có thể điều trị khỏi bằng công nghệ NanoCell được không? Thì bác sĩ cũng xin phép được chia sẻ và trả lời các chị em như thế này: nếu như mình gặp phải những tình trạng nám như là nám đinh này, nám đậm này, nám mảng, nám chân sâu hay là nám hỗn hợp thì đều có thể điều trị khỏi bằng công nghệ NanoCell. Và đặc biệt đối với công nghệ NanoCell thì sẽ có hiệu quả vượt trội đối với những làn da khó điều trị như là nám di truyền này, hoặc là nám sau sinh do thay đổi nội tiết tố. Cho nên chị em nào mình gặp phải tình trạng này thì mình cũng có thể đến với Viện Thẩm mỹ Linh Anh để mình điều trị nha. Nhắc đến nám thì chỉ có NanoCell thôi, bởi vì NanoCell là công nghệ hàng đầu và có thể điều trị hiệu quả nám cho tất cả chị em. Cho nên các chị em cũng có thể lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây của bác sĩ để có thể lựa chọn NanoCell là công nghệ để mình điều trị nám nha. Thứ nhất thì NanoCell là công nghệ không chỉ tác động ở phía bên ngoài của da mà còn tác động vào sâu phía bên trong da, và cụ thể ở đây là tầng hạ bì. Và trong quá trình điều trị thì có thể điều chỉnh được số lượng tim này, định lượng này, kiểm soát được tốc độ cũng như là áp suất, tùy chỉnh theo cấu trúc và thông số da của mỗi khách hàng, và có thể điều trị được dứt điểm hoàn toàn và hiệu quả tất cả các loại nám. Cho nên các khách hàng chúng ta cũng có thể trải nghiệm và thấy rõ hiệu quả ngay sau buổi điều trị đầu tiên. Thứ hai nữa là đây là một câu hỏi cũng rất nhiều chị em khi tìm được bác sĩ đã hỏi, và đây cũng thực sự là một điều rất là đau đầu, bởi vì có rất nhiều chị em điều trị xong thì mình gặp phải tình trạng là tái phát nám. Thì tình trạng này không chỉ là tái lại thôi mà còn làm cho vệt nám của mình nặng hơn này, rồi còn bị lan rộng ra và còn sậm màu hơn do tăng sinh hắc sắc tố melanin nhiều hơn nữa. Vậy thì nếu như chúng ta sử dụng công nghệ NanoCell thì yên tâm, công nghệ này sẽ phá hủy tận gốc chân nám, và chị em khách hàng khi mà đến với Viện Thẩm mỹ Linh Anh yên tâm là sẽ không bị tái nám cũng như là hồi nám trở lại. Và thứ ba nữa cũng là một ưu điểm, đặc điểm rất là lớn của NanoCell, đó là khả năng tái tạo và phục hồi da nhờ bổ sung tế bào gốc. Và sau khi điều trị xong thì khách hàng sẽ có một làn da mịn màng cũng như là lỗ chân lông se khít và thu nhỏ lại. Ngoài ra thì làn da của khách hàng sau khi điều trị xong sẽ tràn đầy sức sống cũng như là khỏe hơn. NanoCell là một công nghệ tiên tiến giúp rút ngắn quá trình điều trị cũng như mang đến hiệu quả nhanh hơn, và đặc biệt rất phù hợp với nhịp sống hiện đại và bận rộn hiện nay. Cho nên mọi người có thể yên tâm, đây là một trong số ít các công nghệ được công nhận là không mang lại cảm giác đau rát trong quá trình điều trị cho khách hàng. Và chính xác nữa là phụ thuộc một phần vào kinh nghiệm, tay nghề cũng như kiến thức chuyên môn của bác sĩ, giúp đẩy tinh chất vào da nhưng mà không quá sâu, sẽ không mang lại cảm giác đau rát. Và trong quá trình điều trị thì khách hàng có thể cảm nhận được cảm giác châm chích nhẹ, nhưng mà cảm giác này sẽ nhanh chóng hết sau khi mà mình kết thúc buổi điều trị. Và đặc biệt là khách hàng trở về nhà thì không cần phải nghỉ dưỡng, chỉ cần nghe theo những lời dặn của bác sĩ để có thể bảo vệ da này, skin care, chăm sóc da để giúp da nhanh phục hồi và không tái nám trở lại. Có rất nhiều chị em đã đến với Viện Thẩm mỹ Linh Anh cũng như gặp bác sĩ để chia sẻ thì họ rất nản sau khi mà điều trị nám không khỏi, không hiệu quả. Và NanoCell chính là công nghệ tiên phong cũng như là cứu tinh cho tất cả các chị em của chúng ta để có thể điều trị nám hiệu quả. Và chỉ sau một liệu trình thôi, khi đến với Viện Thẩm mỹ Linh Anh thì có thể điều trị hoàn toàn khỏi những cái gốc nám, đánh bay hoàn toàn gốc nám luôn. Và trung bình các khách hàng đến với Viện Thẩm mỹ Linh Anh thì gặp rất nhiều tình trạng về nám, cho nên là trung bình khoảng từ 3 đến 6 tháng thì có thể điều trị hoàn toàn khỏi gốc nám. Và sau khi điều trị thì khách hàng sẽ có lại được một làn da mịn màng, tươi sáng, khỏe mạnh, cũng như se khít được lỗ chân lông. Và hơn thế nữa, công nghệ NanoCell có thể chặn đứng hoàn toàn quá trình hình thành tiền tố melanin sau khi kết thúc quá trình điều trị. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi, và đặc biệt mọi người nếu như có những vấn đề liên quan đến nám thì hãy đến với Viện Thẩm mỹ Linh Anh. Và hy vọng với những giải đáp này của bác sĩ có thể giúp cho mọi người có thêm những thông tin cũng như lựa chọn NanoCell là công nghệ tiên tiến cũng như hàng đầu để có thể điều trị nám cho mình. Và Viện Thẩm mỹ Linh Anh cũng như là bác sĩ rất hân hạnh được điều trị nám cho tất cả quý khách hàng. Linh Anh, thẩm mỹ quốc tế.